không điểm dành cho khán giả Việt Nam trong show Blackpink. Xin được chấm điểm show Blackpink tại Việt Nam như sau. Thứ nhất là nghệ sĩ, nhóm nhạc hát hay, nhảy đẹp, mặt xinh, thân thiện, 9.5/10. Thứ hai là ban tổ chức AMI, ủng hộ đường lưỡi bò nhưng sau đã xóa bài và xin lỗi, 3/10. Cuối cùng là ý thức khán giả, 0/10. Trước khi biểu diễn ở Việt Nam thì nhóm nhạc Blackpink có diễn ở Rajamangala, Thái Lan, cũng gần đất nước chúng ta đấy. Hôm đó cũng mưa lớn và khán giả cũng rất đông nhưng tuyệt nhiên không có một mảnh ni lông nào dưới đất, rác lại càng không. Không chỉ Blackpink, tất cả các concert khác cũng vậy. Hai lựa chọn hàng đầu mà nghệ sĩ thế giới khi lưu diễn ở Đông Nam Á luôn luôn là Thái Lan và Singapore. Vì vừa sạch sẽ, vừa được tôn trọng giấc ngủ mà tính ra chi phí còn thấp hơn. Các bạn fan Việt của nhóm Blackpink thừa hiểu là sự kiện nhóm nhạc nổi tiếng này tới Việt Nam sẽ xây dựng hình ảnh của đất nước nơi các bạn sinh ra và lớn lên như thế nào. Liệu thế giới sẽ đánh giá thế nào khi xem những video các bạn rủ nhau 1-2 giờ đêm hát hò trước cửa khách sạn nơi lưu trú của thần tượng các bạn? Và thế giới sẽ có cảm xúc như thế nào khi nhìn thấy những đống rác khổng lồ các bạn để lại sau buổi biểu diễn, đến mức làm cho một cô làm nghề dọn vệ sinh còn phải bất ngờ? Tôi làm công nhân môi trường được hơn 20 năm, nhưng chưa bao giờ thấy lượng rác của chương trình nào nhiều như hai đêm nhạc này, thậm chí còn nhiều hơn cả khi sân Mỹ Đình có bóng đá. Thật sự, đã rất lâu sân vận động quốc gia Mỹ Đình mới có một sự kiện lớn. Dù có quá nhiều khoảnh khắc ấn tượng, nhưng những hình ảnh xả rác xấu xí vẫn xuất hiện do ý thức của khán giả. Hình ảnh các bạn check-in sang chảnh thì đem đưa lên mạng, còn rác rưởi thì để lại dưới chân.